Hey, chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Video này mình nhận các bạn tham gia chương trình Airdrop nhận 0.05 token GFT giá trị khoảng 22 đô, còn có khoảng giải tiền 2 tiếng đồng hồ nó sẽ lên sàn Binance nha các bạn. Và nó sẽ phân phối cho các bạn, chỉ còn có 2.900 người nữa tham gia nữa các bạn. Chắc kịp mà các bạn. Rồi để tham gia nhé, các bạn click trước phần link mô tả của mình, các bạn join vào nhóm kênh trailer của nó các bạn. Chắc kẹp mà các bạn ơi, mình cố gắng làm các bạn kẹp mà. Rồi khoan, sau khi các bạn join vào cái nhóm trailer của nó, các bạn copy cái bài viết của này các bạn, đoạn copy hết đi rồi các bạn mới đắp lại các bạn, không biết các bạn hiểu không nữa. Rồi các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn vào đây các bạn. Rồi các bạn gỡ địa chỉ 2GC20, các bạn mới chút wallet luôn. Vì đêm khuya quá gấp nên mình làm cái video này nhanh cho mong tất cả các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè. Rồi các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn sao chép đây nè. Rồi các bạn, rồi nó kêu các bạn chia sẻ một cái link về nhóm ảnh, rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn cũng join vào cái kênh tại đây lại nè. Hồi nãy thì mình copy rồi nên mình copy cái ETH nữa thì mình quên ấy luôn các bạn. Cho các bạn chỉnh nó chút xíu các bạn. Rồi các bạn copy chỗ này hết nha các bạn. Rồi các bạn chờ đi, các bạn vào nhóm Telegram của tất cả các bạn, vào nhóm cộng đồng tất cả các bạn. Mình vào nhóm kiếm tiền của mình đi. Rồi các bạn vào nhóm kiếm tiền online miễn phí nha các bạn. Các bạn mình chia sẻ cho mấy bạn mình luôn nè. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi các bạn gỡ nó cho nó nha các bạn. Rồi. Phan các bạn, phan. Rồi các bạn bấm nhau thêm tạp trên đây các bạn. Rồi các bạn chọn từ thiết bị nha các bạn. Các bạn tải lên một ảnh cho nó nè. Tạp nè. Rồi các bạn nhấp vào đây các bạn. Rồi bấm bấm tải lên nha bạn. Bài nào đó ta? Bài này có rồi bấm bấm mở ta. Đã vượt qua kích thước tối đa. Rồi các bạn phải cắt bỏ nha các bạn. Để mình cắt bỏ các bạn nha. Đây các bạn, cái tệp này các bạn vào tải Zalo các bạn cắt bỏ các bạn. Và các bạn dùng phần mềm cắt nhỏ tối đa kích thước lên. Rồi các bạn tải lên các bạn bấm gỡ các bạn. Vậy video mình đây kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.